em đánh rơi nụ cười vào anh. Có nghĩa sau này em sẽ chờ và vô tư đi cho hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buồn gian lòng quên hết những trả vờ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chất khó trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tiếng trôi từ chỉ tia xa. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mong mơ. Tim này nghe như gió lại chiếu lên tim ta những vết thân. Tình yêu này mong manh, giờ ta vỡ thôi cũng đành sẽ diễn những ngày tháng. Họ đề là tâm gốc, em hiểu rất là đúng tâm của ca sĩ gốc không được. Yeah. Bài là khỏe trong hôm nay. Yeah. Mai rồi em sẽ quên ngày mình khờ dại, mong em kỷ niệm hay khớp lại, mong em ngày buồn thôi ướt đẫm vai. Mai, ngày em sai bước trên đời thanh thang, chỉ cần một điều em hãy nhớ, có một ngày từng yêu em khác với vô bờ. Không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mong mơ. Tình này nghe như gió là chiếu lên tim ta những vết hằn. Những điều này mong manh, giờ tan vỡ thôi cũng đành sẽ diễn những ngày tháng hồn nhiên trả hết cho cho một số bạn yêu nhạc trẻ một ca khúc cuối cùng đó. Sẽ có một số yêu cầu của các anh chị các bạn nữa, nhưng mà chắc là Dũng sẽ không hát hết được hôm nay rồi, và có lẽ là tới đây Dũng sẽ kết thúc cái live, và hy vọng là các anh chị các bạn sẽ theo dõi trên kênh YouTube chính thức Hà Dũng Music.